Xin chào tất cả các bạn, lại là Nghiện Hàn Quốc đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là kỳ nghỉ Tết đã sắp kết thúc rồi, chúng mình sẽ phải quay trở lại với cuộc sống thường ngày, với trường học, với công việc. Chính vì thế, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn hai sản phẩm đặc biệt thích hợp đối với các cô nàng công sở đó nha. Sản phẩm đầu tiên như các bạn đang theo dõi là một em giày cao gót mũi nhọn. Thiết kế vô cùng thoải mái, năng động, chỉ có phần mũi giày không có gót, giúp giảm ma sát khi đi lại. Sản phẩm này vô cùng thích hợp đối với các bạn phải di chuyển nhiều trong ngày. Chất liệu da pu vô cùng nhẹ và bền. Màu sắc đa dạng, thiết kế vô cùng trẻ trung. Chính vì thế sản phẩm này có thể kết hợp được với rất nhiều loại trang phục khác nhau, từ váy cho tới quần jean. Sản phẩm này sẽ giải quyết nỗi lo sợ giày cao gót của mọi cô nàng công sở đó nha. Sản phẩm có tới 3 màu để các bạn lựa chọn là màu trắng, đen và kẻ sọc caro. Sản phẩm tiếp theo cũng là một em giày lười không có gót. Nếu như sản phẩm trước phù hợp hơn với các cô nàng công sở đi làm thì sản phẩm này có thể phù hợp với mọi trường hợp, từ đi làm cho tới đi chơi. Thiết kế mũi giày nhọn với phần nơ ôm tới giữa bàn chân, giúp cho đôi chân của người đi trở nên thon gọn hơn. Chất liệu da bu vô cùng nhẹ và bền. Phần da lì tạo cảm giác vô cùng sang chảnh. Em giày này có thể kết hợp cùng với quần jean hoặc chân váy dài đều được nha. Về màu sắc, sản phẩm có 3 màu là màu đen, màu trắng và màu be. Về kích thước, em này có size từ 225 cho tới 245, tương đương với size 36 tới size 39. Sau đây là một số hình ảnh chi tiết về sản phẩm. Tất cả các sản phẩm mình giới thiệu trong clip đều đang được bán tại website kstore8686.vn. Đây là website cung cấp các sản phẩm quần áo Hàn Quốc, mẫu mã đa dạng mà giá cả lại rất phải chăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.